Đầu gỗ Thành Luân xin kính chào quý vị. Hôm nay ngày 4 tháng 7 năm 2016 và chúng tôi xin giới thiệu với quý vị là hai chiếc kệ tivi, một chiếc là bằng gỗ vụ. Là chiếc kệ tivi này là gỗ vụ là cánh cân, và một chiếc kệ tivi này là bằng gỗ hương đỏ của Lào, là lệch bên tay phải, dài 2m17 và chiếc vụ này là 2m37. Thì chúng tôi xin giới thiệu với quý vị chi tiết kiểu cái kệ tivi gỗ hương đỏ này, chiều dài là 2m17 và rộng là 52 hoặc 55 phân, được làm hoàn toàn một chất liệu gỗ hương đá của Lào, và hương rất là quý hiếm và đắt tiền. Chúng tôi đang hoàn thiện là đánh nốt vali, đang hoàn thiện nốt vali. Chiếc kệ tivi này là đã dùng được gần chục năm. Chúng tôi đổi lại của khách hàng, họ là muốn mua cái to hơn, và giờ chúng tôi mua lại cái kệ này. Bây giờ quý vị có nhu cầu liên hệ trực tiếp với chúng tôi là 0972 770 888 hoặc 0967 110389, hoặc gửi tin nhắn Zalo Viber chúng tôi. Cái kệ tivi gỗ hương đá này chất đỏ, được đục chạm, ngày xưa là đục chạm hoàn toàn thủ công bằng tay, gỗ rất là dày, gỗ quá dày luôn. Riêng cái đồ gỗ này thì ta cuồng dùng, càng dùng càng đẹp, không bao giờ bị lỗi thời, không bao giờ bị hỏng. Đồ này dùng thiên nhiên vạn đạn, toàn bộ làm chất liệu gỗ hương đỏ. Để quý vị xem này, màu đỏ nguyên bản, rất là đẹp và đặc sắc, và lệch bên tay phải, kệ tivi lệch phải. Để quý vị có thể tìm được kệ tivi lệch phải đồ gỗ Thành Luân. Chiều cao thì dưới mặt đất lên đến ngọn là 2m2. Là tủ này chúng tôi đã thiết kế rất là cao và to, rất là rộng. Hùng ơi, lấy dây cái thước đo thử từ dưới lên trên đủ đúng 2m2 không? Để đo cho quý vị thấy được cái kệ này. Thì tôi làm rất là rộng. Cao à? Cao, cao từ trên xuống. Cao bên cạnh là bao nhiêu? Và buồng cao bên cạnh là 90. Bên dưới, bên giữa là giữa 81, ở giữa là cao 81, và đây, bên này nữa, bên này. Ở chỗ ở giữa để tivi là cao 81. Và trên ngọn cái buồng lệch rượu là 2 mét mấy? 2m3 cơ. 2m4. Nhìn gì đâu. 2m15 phân. 2m15. Cái buồng cao tivi này là cao 2m15. Và toàn bộ đều được làm chất liệu gỗ hương đỏ hết. Và cái chất gỗ hương này rất là quý. Để làm được cái kệ này rất là nhiều tiền. Và đây những cái kệ cũ chúng tôi bán giá rất là hợp lý. Và để dùng thì thiên nhiên vận đại, không bao giờ hỏng. Tôi đang hoàn thiện vali đạn. Đấy, riêng cái đồ hoàn vali là càng đánh càng đẹp, không bao giờ bị sợ xây xước gì cả. Đấy, quý vị cứ xem này, càng hoàn vali càng đẹp. Đấy. Nó đang thợ, nó đang vuốt lại. Đấy, quý vị đã xem video clip đang quay tại cơ sở 2 của đồ gỗ Thành Luân, là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Và giờ chúng tôi xin giới thiệu nốt chiếc kệ tivi cũng bằng gỗ vụn. Kích cỡ của chiếc kệ này là kệ, gọi là kệ cân, dài 2m37, rộng 52 phân. Và chiếc kệ tivi này chúng tôi là cánh đục lổi kênh bong, cánh dày 3 phân, đục lổi kênh bong rất là sắc nét, đúng theo cái mẫu kệ tivi của đồ chuyên làm với những đồ kiểu cánh này, cánh dày đủ 3 phân, đục lổi kênh bong rất là đẹp. Để quý vị xem, chúng tôi quay nhiều góc độ để quý vị xem cái độ kênh bong của nó. Để ngoài đường nó hơi bụi, và là toàn bộ đều được đánh với đi chân hết. Trên này có hai ngăn kéo. Và cạnh này tôi chỉ quay qua thôi. Quý vị có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp cho chúng tôi, đồ gỗ Thành Luân, tại cơ sở 1 là xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Xin kính chào, xin hẹn gặp lại quý vị.